Sau chuyến đi gây sốt cùng với Hoa hậu Thùy Tiên, Lôi Con tiếp tục được team Châu Phi dẫn đi khám phá miền Tây. Tạm biệt cô Tiên, cô Lệ, cậu bé Châu Phi tiếp tục được một người con gái chăm sóc, thậm chí là ngủ chung. Được biết, người thay thế Thùy Tiên dẫn Lôi Con đi du lịch miền Tây và làm hướng dẫn viên cho cả team Châu Phi không ai xa lạ chính là Nguyễn Huỳnh Như. Theo đó, khi vừa đặt chân đến Cần Thơ, cậu bé đã được nữ TikToker đón bằng G63. Ngoài ra, cả team Quang Linh còn được dẫn đi chơi nhiều địa điểm nổi tiếng, ăn nhiều món ngon. Đáng chú ý, khi nữ TikToker hỏi con muốn ngủ với ai, Lôi Con nhanh trí chỉ về phía cô gái. Ngoài ra, trong một buổi tiệc tại miền sông nước, cậu bé còn hài hước kêu gọi mọi người cạn ly như dân miền Tây chính hiệu. Lôi Con hô, anh em ơi, 1.2.3, rô, sự hòa nhập nhanh chóng của cậu bé khiến dân mạng vô cùng thích thú. Trước đó, Lôi Con cũng từng Thùy Tiên đưa về nhà ngủ và chăm sóc vài hôm. Theo đó, sau khi được nàng hậu dẫn đi chơi, cậu nhóc 5 tuổi liên tục khóc lóc vì không muốn rời xa Thùy Tiên khiến cho Quang Linh Vlogs cũng phải bó tay, rơi vào tình huống khó xử. Lôi Con yêu thích Thùy Tiên đến nỗi mong được sang nhà ngủ với nàng hậu để được chơi đùa với cô Tiên. Hoa hậu sinh năm 1998 chăm sóc cậu bé khá tốt, người đẹp chuẩn bị đồ ăn và nhiều vật dụng cá nhân để Lôi Con cảm thấy thoải mái nhất khi ở nhà mình. Dù lịch trình bận rộn, Hoa hậu Thùy Tiên vẫn dành ra nhiều thời gian để gặp mặt và đi chơi cùng team Châu Phi và Lôi Con. Trong vlog được Thùy Tiên đăng tải, có thể thấy cô đã theo Quang Linh về nhà để lấy đồ cho Lôi Con. Tuy nhiên, trong lúc nhóc tì đang loay hoay tìm quần áo thì một người trong nhóm bày kế sẽ đánh lạc hướng Lôi Con, đóng cửa cho bé ở phòng trong lúc đó Thùy Tiên có thể rời khỏi nhà. Thế nhưng, cậu bé người Châu Phi quyết theo sát nhất cử nhất động của Thùy Tiên, còn mè nheo bật khóc vì sợ bị bỏ lại. Trước tình huống này, nàng hậu có hành động ghi điểm là quyết tâm đưa Lôi Con về nhà chơi, không chịu phối hợp với mọi người để đánh lừa bé. Thùy Tiên nói với con nuôi Quang Linh, cô Tiên sẽ đứng ngoài đây, cô Tiên không nói dối con nít. Sau đó, Thùy Tiên còn chia sẻ với những người xung quanh sợ Lôi Con sẽ khóc khi cô rời đi, như thế thì rất tội nghiệp bé. Vốn có khả năng hiểu tiếng Việt rất tốt, bé Lôi Con từ đang ăn vạ chuyển sang mỉm cười rạng rỡ, còn quyết tâm hứa sẽ ngoan, không cần đồ chơi khi sang nhà Thùy Tiên ngủ. Khi đưa nhóc tì về nhà, Thùy Tiên nhẹ nhàng cho bé đi tắm rửa, đánh răng và cùng xem TV. Bố của Hoa hậu Thùy Tiên thể hiện sự bất ngờ nhưng cũng tỏ ra thích thú với Lôi Con. Nàng hậu khen ngợi idol nhí là em bé rất ngoan ngoãn, hiểu chuyện và thông minh. Đặc biệt, dù còn rất nhỏ nhưng Lôi Con có thể hiểu và giao tiếp rất tự nhiên, trôi chảy bằng tiếng Việt với Hoa hậu Thùy Tiên. Cách đây 2 năm, Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên có chuyến từ thiện tại Châu Phi. Tại đây, nàng hậu gặp gỡ các thành viên trong team Quang Linh Vlog và bé Lôi Con. Lúc đó Lôi Con tỏ ra ngại ngùng, còn có hành động lau má khi Thùy Tiên vừa hôn. Trước khi đến Việt Nam, Lôi Con từng gây chú ý trên mạng xã hội qua nhiều video của vlogger Phạm Quang Linh, 27 tuổi. Nhiều khoảnh khắc cậu bé vui đùa, bập bẹ học tiếng Việt, nhất là hát các ca khúc thiếu nhi nổi tiếng, luôn gây chú ý với khán giả. Lôi Con có tên thật là Mativado, 5 tuổi, đến từ Angola. Cậu bé này là con trai của Matiloy, một thành viên team Châu Phi. Lôi Con đã được Quang Linh nhận làm con nuôi và đưa về ở cùng để tiện chăm sóc. Vlogger nhận xét Lôi Con thông minh, đáng yêu, sống tình cảm. Bé thích hát nên anh thường bật giai điệu ca khúc thiếu nhi của Việt Nam để Lôi nghêu ngao. Khi vốn tiếng Việt khá lên, bé bắt đầu học thuộc, từng thể hiện con cò bé bé, Lê Xuân Thọ, cháu yêu bà, Xuân Giao, chú voi con ở Bản Đôn, Phạm Tuyên.